Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Bầu Đức dặn dò Hoàng Anh Gia Lai trước trận gặp Bình Dương. Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức đã có những chỉ đạo với thầy trò huấn luyện viên Kiatisak Senamuang vào buổi tập chiều ngày 30 tháng 4 tại Đại Bản Doanh Hàm Rồng. Bầu Đức bất ngờ xuất hiện mà không thông báo trước, ông vui vẻ đứng xem các cầu thủ khởi động nhẹ nhàng trước buổi tập, sau đó chủ tịch đội bóng có những chia sẻ với cả đội trước vòng 12. Thông tin về buổi trao đổi này được phía Hoàng Anh Gia Lai giữ kín. Trả lời phỏng vấn sau buổi tập, tiền vệ Trần Minh Vương cho biết: "Những gì bầu Đức nói là chuyện nội bộ nên tôi không thể nói ra ở đây." Ông Đức không thường xuyên xuất hiện trong các buổi tập của đội bóng nhưng thường xuyên xuất hiện trên khán đài mỗi khi đội chơi trên sân nhà. Từ đầu mùa 2021, ông chỉ vắng mặt ở chiến thắng trước Hà Nội. Ở trận Hoàng Anh Gia Lai thắng An Giang 2-1 tại Cúp Quốc gia hôm 23 tháng 4, Bầu Đức cũng đến sân theo dõi màn lội ngược dòng, nhưng sau đó ông không xuống sân bắt tay và động viên cầu thủ như mọi khi. Người đứng đầu đội Hoàng Anh Gia Lai rất quan tâm đến sự chuẩn bị của câu lạc bộ ở mùa giải này. Thầy trò Kia đang dẫn đầu V-League sau chiến thắng 2-1 trước Thanh Hóa ở vòng 11 trên sân khách. Minh Vương chính là tác giả bàn mở tỷ số. Anh nói trước trận gặp Bình Dương, sự tự tin là yếu tố quyết định với mỗi đội bóng và Hoàng Anh Gia Lai đang có điều đó. Chúng tôi tập trung vào phục hồi và chuẩn bị vì thời gian giữa các trận đấu không có nhiều. Anh cho biết, mùa giải năm nay tôi đã cải thiện nhiều hơn các điểm yếu của mình như thể lực, khả năng tranh chấp, kỹ năng phòng ngự. Sút xa cũng là một lựa chọn mà tôi học được từ những chia sẻ của huấn luyện viên Kiatisuk trong mỗi buổi tập. Tiền vệ người Thái Bình có 9 trận đá chính, một trận dự bị sau 11 vòng V-League 2021. Anh có 4 bàn cho Hoàng Anh Gia Lai tính đến thời điểm này và là nhân tố quan trọng của huấn luyện viên Kiatisuk. Ở trận gặp Bình Dương vào chiều ngày 2 tháng 5, sân Pleiku sẽ không có khán giả nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Keatitsak sẽ khiến báo Thái Lan trầm trồ nhờ kỷ lục vô tiền khoáng hậu cùng Hoàng Anh Gia Lai. Truyền thông Thái Lan cho rằng Keatitsak đang có cơ hội rất lớn để tạo ra kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Hoàng Anh Gia Lai. Tờ Siam Sport ngày 30 tháng 4 có bài viết với tiêu đề Hoàng Anh Gia Lai của Keatitsak chuẩn bị thiết lập kỷ lục mới nếu đánh bại Bình Dương. Theo bài viết này, thầy trò huấn luyện viên Kiatisak đang tràn trề cơ hội giành chọn 3 điểm để tạo ra những kỷ lục mới ở đấu trường V-League. Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng được dẫn dắt bởi Kiatisak đang chuẩn bị thiết lập một kỷ lục mới, đó là giành chuỗi trận thắng liên tiếp nhiều nhất ở V-League nếu đánh bại Bình Dương trên sân nhà ở vòng 12 V-League 2021 ngày mùng 2 tháng 5. Hoàng Anh Gia Lai đang có hiệu suất ghi bàn là 2,4 bàn một trận, chỉ để thủng lưới 0,6 bàn một trận. Đó là những chỉ số hết sức ấn tượng. Đội bóng của Kiatisak đang sở hữu chuỗi 8 trận thắng liên tiếp, trong đó có 7 trận liên tiếp ở V-League. Nếu đánh bại Bình Dương vào chủ nhật tuần này, Kiatisak sẽ phá kỷ lục 7 trận thắng liên tiếp mà Hoàng Anh Gia Lai từng giành được vào năm 2014. Không những vậy, Hoàng Anh Gia Lai sẽ thiết lập một kỷ lục mới ở V-League, đó là chuỗi trận thắng liên tiếp dài nhất với 8 trận. Cũng trong ngày 30 tháng 4, một tờ báo khác ở Thái Lan là Thai lại có bài viết nhận định rằng khả năng cao Kia Thị Sắc sẽ xác lập một cột mốc đáng nhớ, đó là trở thành người Thái Lan đầu tiên đoạt chức vô địch V-League với vai trò là huấn luyện viên. Thai nhận định, phong độ của thầy chó huấn luyện viên Kia Thị Sắc đang cực kỳ ấn tượng và điều này tạo ra cơn sốt ở giải đấu V-League. Hoàng Anh Gia Lai đang có cơ hội rất lớn để đăng quang V-League vào cuối năm nay. Rất nhiều khả năng Zico sẽ lập cột mốc mới, đó là trở thành người Thái Lan đầu tiên vô địch V-League với vai trò là huấn luyện viên trưởng. Hoàng Anh Gia Lai hiện đã chắc chắn giành suất nằm trong nhóm các đội cạnh tranh chức vô địch. Trong giai đoạn 2, tranh chức vô địch, Hoàng Anh Gia Lai có lợi thế nhất định khi họ có 3 trận đá sân nhà. Hiện ở đấu trường V-League, Hoàng Anh Gia Lai đang rất vững chắc với ngôi đầu bảng với 28 điểm sau 11 vòng, hơn đội bám đuổi Việt theo tới 5 điểm. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức muốn từ chức. Nhà cầm quân đội Đà Nẵng cảm thấy có lỗi khi để đội bóng đứng trước nguy cơ không đạt mục tiêu top 6 ở mùa giải năm 2021. Theo nguồn tin của phóng viên chúng tôi từ đội bóng cho biết, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức có ý định từ chức. Chủ tịch câu lạc bộ Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa chưa xác nhận thông tin chiến lược ra sinh năm 1972 nộp đơn, nhưng có những thông tin cho thấy ông Đức đã gửi đơn vào ngày 29 tháng 4. Bầu Đức đã dốc hết bầu tâm sự với báo chí sau trận thua câu lạc bộ Sài Gòn 1-2 trên sân nhà ở vòng 11. Ông chỉ ra nhiều vấn đề của đội và bản thân mình sau khi câu lạc bộ rớt xuống vị trí thứ 5. Động thái của ban lãnh đạo đội bóng cho thấy họ muốn giữ bầu không khí trong đội ổn định trước cuộc tiếp đón câu lạc bộ Việt theo vào chiều ngày 2 tháng 5. Sự ra đi của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức vào thời điểm này có thể tạo tác động tiêu cực tới đội. Câu lạc bộ Đà Nẵng đang có 16 điểm sau 11 trận, đứng thứ 5, nhưng đội bóng sông Hàn không thể an tâm bởi có từ 5 tới 6 đội sẵn sàng đẩy họ khỏi top 6 với khoảng cách chỉ từ 1 đến 3 điểm. Đội Đà Nẵng sẽ tiếp đương kim vô địch Việt theo ở vòng 12 và làm khách trên sân của câu lạc bộ Nam Định ở vòng 13. Hai đối thủ này lần lượt xếp các vị trí thứ 2 và thứ 3. Câu lạc bộ Việt theo ổn định, còn Nam Định thăng hoa, đó không phải là những đối thủ dễ. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức từ trước lúc này sẽ gây ra nhiều xáo trộn. Có thể đây là lúc đội bóng cần ông nhất. Dù trước đó ông cho rằng các cầu thủ không tuân thủ chiến thuật của mình thời gian gần đây. Cái tên Lê Huỳnh Đức đã gắn bó 13 năm với bóng đá Đà Nẵng. Dù ông chủ động ra đi nhưng chưa chắc đó là lựa chọn tốt nhất vào thời điểm này. Nhiều khả năng huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tiếp tục dẫn dắt Đà Nẵng trong trận gặp câu lạc bộ Việt Theo hai ngày tới. Nếu chắc suất vào top 6, áp lực được giải tỏa, ông có thể suy nghĩ lại về quyết định của mình. Huấn luyện viên Kiatyak cảm ơn bầu Nguyễn Thanh Hải. Sau chiến thắng ấn tượng trước Thanh Hóa, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã nhận được tiền thưởng nóng từ ông Trần Thanh Hải, chủ tịch của Nutifood. Cụ thể, Bầu Hải đã quyết định thưởng cho đoàn quân của huấn luyện viên Kia Thí Sắc số tiền 1 tỷ đồng. Như vậy là sau 11 vòng đấu tại V-League 2021, Hoàng Anh Gia Lai đã được Bầu Hải thưởng tổng cộng là 2,1 tỷ, 500 triệu trận thắng Thành phố Hồ Chí Minh, 600 triệu trận thắng câu lạc bộ Đà Nẵng và 1 tỷ đồng cho 3 trận thắng liên tiếp trước Nam Định, Hà Nội và Thanh Hóa. Thay mặt toàn thể đội bóng, huấn luyện viên trưởng Kia Thí Sắc bày tỏ Tình cảm của Bầu Hải dành tặng cho đội Hoàng Anh Gia Lai vô cùng có ý nghĩa. Ông đã tặng thưởng cho đội bóng nhiều lần. Chúng tôi xin tri ân tấm lòng của ông và quyết tâm thi đấu tốt những trận đấu sắp tới. Đồng thời, một cổ động viên trung thành cũng tặng cho Hoàng Anh Gia Lai 100 triệu đồng. Đây được coi là nguồn cổ vũ rất lớn cho Công Phượng và các đồng đội ở những vòng đấu tiếp theo. Thắng Thanh Hóa ở vòng 11, Hoàng Anh Gia Lai đã có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp tại V-League 2021. Đây là một thành tích cực kỳ ấn tượng và cũng là có cơ sở. Ở hai vòng đấu cuối ở giai đoạn lượt đi V-League 2021, Hoàng Anh Gia Lai sẽ lần lượt chạm trán với Bình Dương và Quảng Ninh. Theo thông báo mới nhất từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, trận đấu giữa đội bóng phố núi và Bình Dương ở vòng 12 trên sân Pleiku sẽ không đón khán giả. Lần gần nhất Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng trước Bình Dương đã diễn ra cách đây 4 năm tại V-League 2017. Kể từ đó, trong 6 lần gặp Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai hòa 3 và thua 3 trận. Màn so tài giữa Hoàng Anh Gia Lai và Bình Dương sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 2 tháng 5 tới đây. Phương án tối ưu thay Trọng Hoàng ở tuyển Việt Nam. Tối ngày 29 tháng 4, đại diện câu lạc bộ Việt theo chia sẻ về chấn thương của Trọng Hoàng, cầu thủ quê Nghệ An rách cơ tứ đầu đùi trái và phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tuần. Điều này đồng nghĩa Trọng Hoàng sẽ không thể cùng tuyển Việt Nam thi đấu ở 3 trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 trên đất UAE. Đây chắc chắn là tổn thất lớn và khiến huấn luyện viên Park Hang-seo phải đau đầu. Vai trò của Trọng Hoàng ở mùa giải 2021, Trọng Hoàng là cầu thủ quan trọng bậc nhất của câu lạc bộ Việt theo. Anh thi đấu cả 11 trận, ghi 3 bàn. Anh có hai lần ấn định chiến thắng, trực tiếp mang về 6 điểm cho câu lạc bộ Việt theo trước các đối thủ khó chịu là Nam Định và Hà Nội. Theo Soccerway, Trọng Hoàng đã chơi tổng cộng 883 phút trong 11 trận. Nếu không tính cuộc đối đầu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 11, trận đấu Trọng Hoàng chỉ chơi 29 phút do chấn thương. Cầu thủ chạy cánh này thi đấu trung bình là 86 phút một trận. Đó là một con số cực kỳ ấn tượng trong bối cảnh lịch thi đấu V-League trở nên dày đặc. Ở tuổi 32, Trọng Hoàng vẫn cho thấy sự dẻo dai và bền bỉ của mình. Bình luận viên Ngô Quang Tùng chia sẻ: nếu tuyển Việt Nam vẫn đá 3-4-3 về kể cả triển khai những phương án khác, hậu vệ phải số 1 vẫn là Trọng Hoàng. Xét ở khía cạnh cân bằng, Trọng Hoàng vẫn là nhất. Cậu ấy rất khó bị vượt qua khi phòng ngự với sự dẻo dai. Bình luận viên kỳ cựu nói thêm, tấn công là một yếu tố quan trọng nhưng điều kiện cần là phòng ngự thì Trọng Hoàng vẫn đảm bảo. Cậu ấy lên công về thủ rất toàn diện, cậu ấy dâng lên tốt và về phòng ngự được chứ không hề hời hợt. Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài đều từng mắc sai lầm trong phòng ngự nhưng Trọng Hoàng gần như chưa có. Trong 8 bàn thuộc mà câu lạc bộ Việt đã nhận mùa này, Năm tình huống xuất phát từ cánh trái, hai ở trung lộ và một từ cánh phải của Trọng Hoàng. Ở bàn thua duy nhất ấy, Trọng Hoàng không có mặt trên sân. Dù đá tiền vệ hay hậu vệ biên, Trọng Hoàng cũng làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, giúp hành lang của mình nắm giữ trở nên chắc chắn. Phương án nào cho huấn luyện viên Park? Vắng Trọng Hoàng, huấn luyện viên Park mất đi một mũi khoan lợi hại bên cánh phải. Ngoài những pha đi bóng rồi căng ngang, tạt bóng thường thấy của các hậu vệ biên, Trọng Hoàng còn có khả năng thay đổi cục diện trận đấu nhờ các tình huống sút xa. Ở V-League 2021, anh làm điều này trong chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ Hà Nội. Hai ứng viên hàng đầu thay thế Trọng Hoàng đang là Tấn Tài và Văn Thanh, họ lần lượt có 3 và 2 bàn thắng ở V-League 2021. Bình luận viên Quang Tùng đưa ra đánh giá về hai hậu vệ phải này. Tấn Tài đang nhỉnh hơn Văn Thanh, nhìn chung ở khía cạnh tấn công thì hai cầu thủ này đang thể hiện những giá trị tương đồng nhau. Trong vùng cấm, Tấn Tài hay hơn Văn Thanh, thậm chí khả năng dứt điểm bằng cả hai chân của hậu vệ câu lạc bộ Bình Định cũng tốt hơn. Nhưng ở khâu phòng ngự, Tấn Tài khác biệt, cho thấy sự chắc chắn hơn nhờ thể hình tốt. Nhận định về khả năng tấn công của hai hậu vệ này là đúng nếu nhìn vào các bàn thắng mà họ đã ghi. Tấn Tài có hai cú đánh đầu với độ khó cao trước đội Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh và một pha dứt điểm bằng chân trái ở rìa vòng cấm câu lạc bộ Đà Nẵng. Trong khi đó Văn Thanh ghi hai bàn từ pha đệm bóng cận thành ở trận thắng câu lạc bộ Việt theo 3-0. Nếu được lựa chọn, bình luận viên Quang Tùng điền tên Tấn Tài vào đội hình xuất phát. Tuy nhiên đây không phải là dấu chấm hết cho Văn Thanh. Bình luận viên Kỳ Cựu chia sẻ thêm. Hậu vệ biên trái của tuyển Việt Nam đang yếu khi vắng Văn Hậu Hồng Duy thì không quá chắc chắn trong phòng ngự, vì vậy Văn Thanh có thể được đẩy sang đá cánh này. Anh nói, Hồng Duy cũng không phải quá tệ, nhưng thể hình cậu ấy quá nhỏ. Duy sẽ gặp bất lợi khi đối đầu với các cầu thủ khỏe như của tuyển UAE. Trong quá khứ, Văn Thanh từng chơi tốt ở vị trí hậu vệ cánh trái. Tại AFF Cup năm 2016, giải đấu lớn đầu tiên khoác áo tuyển Việt Nam, cầu thủ quê Hải Dương là một trong những người chơi nổi bật nhất. Thậm chí Văn Thanh được Fox Sports Asia điền tên vào đội hình tiêu biểu sau vòng bảng. Tại chung kết U23 châu Á 2018, khi Đoàn Văn Hậu dính chấn thương, Văn Thanh được đẩy sang cánh trái, lúc này Phạm Xuân Mạnh đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải. Ở cánh trái, Lê Văn Xuân nổi lên như ứng cử viên hàng đầu, anh đã thay thế tốt Văn Hậu ở câu lạc bộ Hà Nội. Tuy nhiên, vòng loại World Cup 2022 không phải là nơi để huấn luyện viên dễ dàng đặt niềm tin cho một cầu thủ trẻ. Trong khi đó, Xuân Mạnh, Văn Kiên, những hậu vệ phải chơi ổn ở V-League 2021 có phong độ không ấn tượng như tấn tài hay Văn Thanh. Vì vậy, việc đội tuyển Việt Nam chơi với cặp hậu vệ cánh Văn Thanh tấn tài có thể là phương án tối ưu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé.